Thưa quý vị và các bạn, điện thoại nếu được sử dụng đúng mục đích học tập là rất tốt. Tuy nhiên, không phải em học sinh nào cũng ý thức được điều này. Việc sử dụng điện thoại không kiểm soát trong trường học có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề học tập của các em học sinh. Xuất phát từ thực trạng trên, Trường Trung học Phổ thông Võ Thị Sáu, huyện Bình Xuyên đã triển khai quy định học sinh không dùng điện thoại khi đến trường, kể cả những giờ ra chơi, nghỉ giữa hai tiết học. Nhà trường chuẩn bị sẵn tủ đựng ở mỗi lớp để các em cất điện thoại khi đến lớp và lấy lại sau khi kết thúc buổi học. Sáng nào cũng vậy, em Lê Nguyễn Khánh Thủy, lớp trường lớp 12A6, trường Trung học Phổ thông Võ Thị Sáu, huyện Bình Xuyên, lại có mặt rất sớm để mở hòm cất điện thoại cho các bạn khi bước vào lớp học. Từng chiếc điện thoại thông minh, không ai bảo ai, cứ tự nguyện được các bạn học sinh sắp xếp ngăn nắp, sau đó được khóa lại. Khi nào kết thúc buổi học sẽ được trả lại cho từng bạn học sinh. Sau khi nhà trường ra nội quy như thế thì lớp em tình trạng học của các bạn có tốt lên ạ. Tập trung học, không sử dụng điện thoại. Các bạn đoàn kết hơn và dành thời gian trò chuyện và chơi với nhau nhiều hơn. Từ chỗ học sinh sử dụng điện thoại nhiều, kể cả lén lút trong giờ học, giờ ra chơi, không ai nói chuyện với ai, chỉ chăm chăm chơi game, lướt mạng xã hội, xem một chương trình gì đó, hay nhắn tin. Khi vào lại tiết học, nhiều em tỏ ra uể oải, mệt mỏi, ảnh hưởng đến việc học tập, tiếp thu bài giảng của các em học sinh. Trước thực trạng trên, Trường Trung học Phổ thông Võ Thị Sáu đã triển khai quy định học sinh không dùng điện thoại khi đến trường, kể cả những giờ ra chơi, nghỉ giữa hai tiết học. Khi không còn điện thoại trên tay nữa, các em học sinh đã tham gia vào các hoạt động vui chơi do nhà trường, đội nhóm tổ chức. Vào giờ ra chơi, những hoạt động sân trường như đá cầu, cầu lông, văn nghệ được tổ chức sâu rộng ở các khối lớp. Từ đầu cũng chưa quen và cũng vẫn muốn sử dụng điện thoại. Nhưng mà sau này thì em cảm thấy là việc thu điện thoại tốt cho bản thân em hơn để em chú tâm vào học hành hơn ạ. Tôi thấy rằng là cái kết quả học tập của các em sau khi rời điện thoại thì thấy cái việc tập trung vào học nó của học sinh được chú ý hơn. Học sinh chú ý hơn đến việc học tập và rèn luyện, không còn và chú ý hơn tới cái giao tiếp giữa cái bạn bè với nhau, giữa thầy cô với bạn bè. Chứ không tập trung vào các cái khoảng không gian mà ngồi như yên lặng và không ai nói chuyện với ai, đều cắm mặt vào điện thoại. Thì của những năm học trước thì năm nay đã có sự thay đổi rõ rệt. Việc quy định không sử dụng điện thoại trong trường học đang góp phần xây dựng môi trường học đường văn minh, lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.